Tấm lòng vàng 10 của Hoa hậu Thùy Tiên, phần lớn thu nhập dành cho việc từ thiện, sau để đi rồi tiền cũng không mang theo được. Lúc em chết thì em cũng không mang lại, em cũng không để mang lại theo cái gì cho mình hay để làm từ thiện hết. Mình cũng không mang theo được trên đời á. Mà khi mà mình làm từ thiện á, thì mình tự nhiên mình thấy vui. Phải công nhận rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có một nhiệm kỳ hoa hậu đầy rực rỡ. Cô không chỉ góp phần nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới, mà còn đem lại những giá trị tốt đẹp qua thông điệp hòa bình mà cô truyền tải. Dù lịch trình dày đặc, nhưng nàng hậu vẫn dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện, làm việc tốt giúp người, giúp đời. Trong một livestream giao lưu với người hâm mộ, khi được hỏi có phải phần lớn thu nhập của Thùy Tiên dành cho việc từ thiện hay không, mỹ nhân sinh năm 1998 đã không cần nghĩ nhiều mà nhanh chóng đáp. Cái đó chắc chắn rồi, sau này dù không còn là hoa hậu, cho đến khi chết đi rồi, em cũng sẽ không mang theo gì cho bản thân mình đâu. Em để làm từ thiện hết, nếu mà em có con, em sẽ chỉ để lại cho con em một khoản để tự làm ăn thôi. Tiền nhiều cũng đâu có mang theo được, mà khi mình làm từ thiện, tự nhiên mình thấy vui. Bản thân Tiên bây giờ quan niệm về cuộc sống nó khác lắm. Khác với lúc Tiên còn trẻ, lúc mới 18-19, Tiên nghĩ là cuộc sống bây giờ đẹp nhất là những kỷ niệm, những trải nghiệm mình có trong đời. Và khi mình làm từ thiện thì cái cảm xúc đó nó làm cho mình vui, làm cho con người mình cũng khác đi, thoải mái hơn rất nhiều. Tiên thấy nó xứng đáng, chứ tiền không phải là một thứ mà mình đem theo được. Trước đó, trợ lý của Thùy Tiên, người mà cô vẫn hay gọi thân mật là bé hai, từng chia sẻ với người hâm mộ rằng suốt hơn 10 tháng nhiệm kỳ, nàng hậu gần như không nghỉ ngơi ngày nào. Một phần vì lịch trình quá dày đặc, nhưng có những ngày nghỉ ngơi, Thùy Tiên lại không chọn cách dành thời gian cho mình. Có những lúc, chỉ có một ngày để xả stress, thay vì giữ gìn sức khỏe để mai làm việc tiếp, Thùy Tiên lại đi làm từ thiện. Bé hai kể rằng, có những ngày về rất khuya, Thùy Tiên phải chạy xe máy trong trũi khắp Sài Gòn trao chút quà bánh cho những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ khi mà đi làm từ thiện thì lúc nào cũng sẽ không biết mệt, dù là khi mà làm xong là phải đi về liền. Hầu như những cái hôm mà bọn mình đi từ thiện là sao, những hôm đó có những cái chương trình để quay rất là lâu. Khi thu xếp được nhiều thời gian hơn, nàng hậu sẽ không ngần ngại đến những vùng sâu, vùng xa, ở tận miền núi phía Bắc cũng không nề hà. Dù phải đi rất xa, di chuyển cũng rất khó khăn, đi xe máy, thậm chí là đi bộ vào các buôn làng, cô cũng lấy đó làm niềm vui. Trợ lý của Thùy Tiên tâm sự rằng, nàng hậu luôn có một nguồn năng lượng dồi dào cho việc từ thiện, dù có mệt mỏi đến mấy cũng luôn nở nụ cười trên môi. Có những hôm xong việc là phải bay ngay về thành phố để chuẩn bị cho công việc hôm sau. Thùy Tiên cũng không bao giờ có một câu than vãn, dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị cũng không bao giờ chậm trễ một giây phút nào. Bản thân Thùy Tiên cũng chia sẻ rằng, cô không muốn để phí bất cứ một giây phút nào trong suốt nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình. Với sứ mệnh là một hoa hậu hòa bình quốc tế, cô không chỉ làm từ thiện trong nước mà còn đến với những mảnh đất khó khăn khác khắp năm châu, đem đến một hình ảnh điểm 10 về một người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, giàu lòng nhân ái nhưng vẫn đầy bản lĩnh, xinh đẹp và tự tin. Không phải tự nhiên mà Thùy Tiên lại giành được nhiều tình cảm như thế từ người hâm mộ, bởi hoa hậu không chỉ đẹp về hình thức mà tấm lòng cũng xứng đáng nhận được điểm 10 về sự tử tế và nhân ái. Chắc chắn rằng dù có kết thúc nhiệm kỳ nhưng Thùy Tiên vẫn sẽ là một nguồn cảm hứng bất tận cho các bạn trẻ, góp phần làm nên một xã hội tốt đẹp và đầy tính nhân văn. Bạn nghĩ sao về quan điểm của hoa hậu Thùy Tiên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.